Thưa quý vị và các bạn, khán giả truyền hình cả nước đang rất mong chờ một đêm live show đầu tiên của Nhân tố Bí ẩn lên sóng. Và cùng với các phần trình diễn khác thì năm nay các nhóm nhạc được cho là những nhân tố bí ẩn đáng được chờ đợi. Được ban giám khảo đánh giá cao và nhiều công chúng yêu nhạc kỳ vọng sau cuộc thi này sẽ có nhiều nhóm nhạc chất lượng xuất hiện trên sân khấu của thị trường nhạc Việt đang ngày càng sôi động. Tuy nhiên thì để thoát ra khỏi cái bóng của các show truyền hình thực tế hiện nay để có thể mang lại chinh phục được công chúng thì còn có lẽ chúng ta sẽ còn rất rất nhiều điều đáng để làm. Phần biểu diễn với những cái tên X5, Opelus, F-Band, Ayo hay FB-Boy đã khiến khán giả truyền hình bùng nổ. Ngay cả những vị giám khảo cũng không thể kìm nén sự phấn khích và dành cho các nhóm nhạc này những lời nhận xét có cánh. Nhóm nào cũng thực sự rất là hay. Tôi nghĩ là năm nay là cái năm của nhóm nhạc. Tuy nhiên, trái ngược với những lời nhận xét có cánh, những phần biểu diễn được đánh giá cao vượt trội so với các phần biểu diễn solo trong các show ca nhạc truyền hình thực tế. Các nhóm nhạc lại hoàn toàn lép vế, thậm chí vắng bóng trên thị trường nhạc Việt Nam. Từ các show lớn nhỏ cho tới các sản phẩm album, MV trên các bảng xếp hạng online, công chúng dường như chỉ thấy dấu ấn của các ca sĩ solo. Phải chăng chi phí nhiều mà nguy cơ tan vỡ lại luôn rình rập nên các nhà sản xuất âm nhạc không mặn mà lắm với việc đầu tư vào các nhóm nhạc? Cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng tôi sẽ rất là hào hứng khi đầu tư vào một nhóm nhạc, nhưng mà nhóm nhạc nào để mà đầu tư? Đấy mới là vấn đề. Có được bước đệm danh tiếng khá tốt từ các show ca nhạc truyền hình thực tế, nhiều nhà sản xuất âm nhạc cũng tìm kiếm một nhóm nhạc để đầu tư. Vậy tại sao thị trường nhạc Việt lại vẫn vắng bóng các nhóm hát? Đến một cái giờ đó thì ở VTV3 chẳng hạn phát lên một cái chương trình mà người người đều xem, nhà nhà đều xem, và chỉ có bằng đó cá nhân thi với nhau thôi, thì tất nhiên cái sự chú ý sẽ dồn vào họ. Nhưng đến khi mà ra đến qua khỏi show thực tế thì thực sự tất cả các cá nhân đều quay trở lại với một con số là âm hoặc là không. Khi các bạn ấy rất là hào hứng để mà tập trung lại làm thành một nhóm nhạc, nhưng khi bắt đầu có một chút tiếng tăm thì họ lại nghĩ bắt đầu tách dần ra vì những cái mục đích cá nhân khác nhau. Khán giả phấn khích với phần biểu diễn của những F-Band Opelus trong chương trình truyền hình Nhân tố Bí ẩn, và chắc chắn họ cũng kỳ vọng có thể dành tình cảm và sự cổ vũ nhiệt thành của mình cho các nhóm nhạc này trên các sân khấu biểu diễn lớn hơn với những sản phẩm âm nhạc thực sự hơn. Nhưng làm thế nào để các nhóm nhạc này có thể thoát ra khỏi cái bóng danh tiếng của truyền hình thực tế? Nếu như các bạn mà nghĩ rằng là ở trên TV đó mình làm được một cái gì đó mà tốt cho âm nhạc hơn chẳng hạn, hoặc là bạn có một cái concept hay là đi theo một cái dự án, thì khi đấy cái âm nhạc của bạn mới liền mạch. Khi mà âm nhạc của bạn liền mạch thì bạn mới biết tiếp theo bạn đang định làm gì. Và khi biết thực sự là cá nhân mình muốn gì thì mình mới có thể bơi ra cái thị trường bên ngoài thôi. Tôi nghĩ rằng chúng ta hãy bỏ cái suy nghĩ tức là thành lập một cái nhóm cho vui. Thực ra các bạn chưa hiểu rằng là thật ra làm một nhóm nhạc còn khó hơn rất nhiều khi một cái cá nhân đơn lẻ thành một ca sĩ. Đấy, vì lúc đó sẽ phải động chạm đến rất nhiều thứ. Thứ nhất là về mặt tiếng tăm này. Thứ hai là về mặt tiền bạc này. Thứ ba là về mặt cái hướng đi, cái sở thích của từng người trong nhóm rất là khác nhau. Đấy cho nên là thành lập một nhóm nhạc không phải đơn giản. Nổi danh từ các show ca nhạc truyền hình thực tế, các nhóm nhạc đã có được điều kiện cần thiết để đặt một chân vào sân khấu âm nhạc của VBeat. Nhưng rõ ràng, để nổi tiếng, để tồn tại thì họ cần phải xác định rõ định hướng âm nhạc của nhóm, phải coi các cuộc thi đó là cơ hội cống hiến cho âm nhạc một cách nghiêm túc chứ không đơn thuần chỉ là một cuộc dạo chơi.